Kính thưa quý vị thân hữu, chúng tôi là Nguyễn Ngọc Triều, em út của anh Nguyễn Ngọc Giang. Sau đây thì chúng tôi được các thầy nghe nói, thầy nói là những người trong gia đình có một vài lời chia sẻ cùng với quý vị. Và trước hết, trước khi các cháu nói chuyện thì chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các thầy đã đến đây để làm tang lễ cho anh của chúng tôi là Nguyễn Ngọc Giang. Và sau đó là cảm ơn tất cả các quý khách ở đây đã đến để mà chia buồn cùng gia đình của chúng tôi. Vậy thì sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu cháu ngoại của anh Nguyễn Ngọc Giang là Christopher. Anh cháu ngoại muốn có một vài lời chia sẻ cùng với quý vị để cho biết cảm tưởng của cháu như thế nào về ông ngoại của mình. Xin mời Christopher. Kính thưa thầy, kính thưa các ông, các bà, các cô, các chú. Và toàn thể gia đình đã đến thăm viếng ông ngoại của con. Phút cuối cùng, bây giờ con xin phát biểu cảm tưởng của con về ông ngoại của con. Con là cháu ngoại của ông. Ông hồi đó giờ là từ nhỏ tới lớn là ông chăm sóc với ông, nuôi từ lớn tới nhỏ. Mà sau này giờ ông bệnh là con lo lại cho ông nhiều lắm. Nhớ là hồi nhỏ là đi đâu cũng đi theo
ông ngoại dắt đi đâu là cũng đi đó thôi. Ông ngoại lo cho con đi học, đi đón, đưa đi học, đón về, dắt đi ăn, dắt đi chơi. Dạ, bây giờ xin nói tiếng Mỹ. The loss of my grandfather has been a very devastating to me because he played an important role in my life. Saying that my grandfather was my role model is an understatement. I have always admired how selfless, humble, and resilient he has been throughout the duration of his life. I can say that in all my time with him, I have never heard him complain about how hard he worked or how tired he was. He was the type of person that wouldn't show his exhaustion, pain, or fear, but instead would put his family first and do whatever he needed to do for them. He was the glue that held our family together, and while he was not a man of many words, when he spoke, everyone listened. I truly believe that what I have learned most of what I know is from him. He taught me how to be handy, creative, independent. If I wanted something to be built or fixed, he would find a way to get it done. I am thankful to learn so much from him over the years, and I would be grateful to be even half the man he was. I remember when I was in middle school, I invited my grandpa to Veterans Day. He brought his awards and he was brought on stage to be recognized for his service. I realized that at a very young age how courageous and selfless he was serving in the Navy. He never shared his experience or war stories with me firsthand, but there was mention from time to time of what he did. While others were in shock, I was never surprised. What else would you expect from a man like him? I never had asked him to go into detail because I understood the significance of his actions and what he did. You don't go to war for medals or recognition. You put your life in danger to serve and protect your country and fight for what you believe in. Politics aside from the Vietnam War, in war and combat, the importance of allies can mean life or death and the success of war. The United States of America allied with Vietnamese military during their fight against communism for their country. Foreigners coming halfway across the world, coming into your home to fight alongside them. He not only did help and aid the Americans, but he put his life in harm's ways to help them. I understand now why he went to war and why he did what he had to do. He put his life in danger to go fight a fight so that his children would never have to, so that his grandchildren would never have to, making sacrifices so that his family can live theirs. Bây giờ Ngân sẽ đưa qua cho Chelsea là cháu nội của ông ngoại, chú của ông con. Chelsea cũng muốn nói. Hi everyone. My name is Chelsea Nguyen. Hello. Okay. My name is Chelsea Nguyen, and I am one of my Ông Nội's granddaughters. I would like to thank everyone for coming today to celebrate the life of my grandpa. My grandpa was a strong, sweet, and humble man, and I'm very proud to call him my grandpa. As heartbreaking as it was to see him in the condition he was during his last moments, I'm forever grateful to have been present when he took his last breath and to know that he's no longer suffering. In August, I left for college, leaving my family for the first time, and it was difficult being away from him for a long period of time, but it made our time together when I came home even more special. I loved being able to introduce him to special people in my life and tell him about my dreams of being a nurse one day. Before he passed, he told me that he'll visit me at school, even if I'm not aware. And I hope that when he does, he gives me the strength and motivation I need to pursue my dream of doing well in school and becoming a nurse. Even after his passing, I learned even more from him through looking through pictures and reading about his childhood and time as a lieutenant commander.
His story has made me realize that my dream of being a nurse wouldn't be possible if it weren't for his heroic sacrifices and efforts to get his family to the United States. My recent learnings about him have been an eye-opener, as his life taught me to appreciate more pertaining to my origins. My grandpa always wanted to share his heroic journey and life stories with his children and grandchildren, such as where he came from and how he was raised in a big family of 11. His story deserves to be told, and I'm honored to be able to share it with you today. I hope his story touches your heart as much as it has touched mine. Lieutenant Commander Yang Ngoc Nguyen was born on June 2, 1936, in a small village in North Vietnam. He is the fourth child in a poor family of 9 children, 7 boys and 2 girls. His father died in 1952 when he was only 16 years old. He and his older brothers and sisters had to work in rice fields to help his mother feed his younger siblings. During this time, he learned how to survive through difficult times. Vietnam was a French colony in Indochina, Southeast Asia, prior to the end of World War II in 1945. After the war, the country was out of colonialism and became independent. However, such volatile independence was shortly followed by a communist movement led by Ho Chi Minh, resulting in the conflict between communists and the Vietnamese nationalist movement supported by France. The conflict was ended by a peace accord signed in Geneva, Switzerland, on July 20, 1954. According to this accord, Vietnam was divided into 2 regions, the northern region led by communists and the southern region led by nationalists. Lieutenant Commander Nguyen's family, along with about 1 million nationalists, decided to leave the northern region for the southern region. They relocated, starting a new life in Saigon, the capital of the southern region. Commander Nguyen was 18 years old at the time and worked hard to support his mother and siblings while attending school. While finishing high school in 1958, he continued working until 1962 when he joined the National Naval Academy in Nha Trang and graduated in 1964 as an ensign. On March 3, 1964, he was given his first assignment to the 21st River Assault Group as a junior officer. The assault group moved along the Mekong River to support the 7th Infantry Division, which was conducting operations in the area to destroy enemy military infrastructures. In addition to this primary task, the group supported numerous local military groups along the riverside. Then, in September 1964, he was assigned to a rescue mission with another naval assault unit. Despite getting injured during this mission, he led his unit bravely against powerful enemy forces, pressing them so hard that they were forced to withdraw with significant casualties. With this heroic act, he was exceptionally promoted at the battle to lieutenant junior grade. On September 9, 1965, Commander Yang conducted a rescue mission in a joint operation with the United States Marine Corps and the 7th Infantry Division on the Burai River. A powerful enemy unit infiltrated from North Vietnam with sophisticated weapons, such as the B-40, specifically designed for destroying warships. This was his first time these weapons were used in the Vietnam War. In this battle, his unit has caused heavy casualties to enemy forces and seized hundreds of enemy weapons. During this fight, he was injured for the second time in 6 months. As a result of this injury, the Navy Chief Commander had exceptionally allowed him to have 6 months of retreat. In June 1966, Commander Yang joined the Coastal Security Services and participated in hundreds of operations in the enemy's territory, gathering important intelligence for the enemy's plans. This effort had helped the Army of the Republic of Vietnam effectively neutralize and paralyze the enemy's forces. In 1970, he served in the Coastal Security Services and Secret Operation Group from April 20th to 24th, 1970. He was an OTC of an intelligence task force conducting a secret mission in enemy territory. They completed the task in a timely manner and safely returned to their post without any casualties or significant losses.
Pleased with their accomplishments, immediately after their return, General Abraham, U.S. ARMF commander in Vietnam at the time, flew to their post to express his satisfaction with warm congratulations. Commander Yang was honorably rewarded by the general with the U.S. Bronze Star Medal on this occasion. In January 1972, after the completion of many successful missions, the Coastal Security Services and Secret Operation Group became inactive. Commander Yang was then moved to the 92nd Micro Sweeping Group stationed in Gua Viet Dong Ha. This group's objective was to protect and maintain the supply line for military units stationed on the frontier zone. During his 13 years of service as a naval officer, he was awarded 32 medals by both the Vietnamese and the U.S. governments for his accomplishments, heroic acts, and acts of valor. In April 1975, Vietnam fell to communism, and he was captured and imprisoned by the communists of government of Vietnam for almost 7 years. In 1990, thanks to the humanitarian operation program, he was able to resettle in the United States with his wife and 4 children. Since arriving in America, Lieutenant Commander Yang and his family have resided in Houston, Texas, where they've been forever grateful for the opportunity to relocate in America and become a U.S. citizen. He humbly spent the last 32 years watching his children start families of their own and going on trips with his wife and close friends and spending time with his 5 beautiful grandchildren. What I'd like to take away from his life is that he was a significant part of history, and I couldn't be more proud to call him my grandpa. One thing my family noticed every time I greeted him or say bye to him is that I would always go ja-om. So for the last time, ja-om. I love you. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin cảm ơn quý vị thông cảm cho chúng tôi vì chúng quý vị có thể thấy được rằng sự xúc động của các con cháu rất là nhiều, thành ra là có sự ngập ngừng ở trong đó và có sự nói năng không có được vững chãi vì các cháu còn rất là nhỏ, thành ra là quý vị rộng lòng thông cảm và tha thứ. Thưa với quý vị, vừa rồi là cháu nội là Chelsea và cháu ngoại là Christopher đã diễn tả những cái lời chân thành cùng với tất cả mọi quý vị. Thế thì anh của chúng tôi là Nguyễn Ngọc Giang còn có một người cháu nữa mà gọi bằng bác là con của chị Diễm chúng tôi, tức là Jennifer. Và Jennifer thì gọi anh Giang là bác Giang. Thế thì Jennifer đã từng làm trong đội tình báo của Hoa Kỳ và hiện giờ thì làm chủ tọa của Bộ Ngoại giao. Thành ra là Jennifer hôm qua có mặt ở đây, chứ còn hôm nay thì bắt buộc phải về Washington DC để mà chủ tọa buổi họp quốc tế ở Washington DC. Thành ra xin cáo lỗi cùng gia đình và tất cả mọi quý vị là Jennifer không có thể có mặt ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đi thì Jennifer có dặn dò cho tôi là chú những sự tiết lộ động trời về cái cuộc đời quân sự của ông anh chúng tôi là Nguyễn Ngọc Giang mà không hề ai biết được, kể cả trong gia đình thân quyến như là bà chị dâu của chúng tôi hoặc là các cháu của chúng tôi là người trong gia đình không hề biết được cho đến ngày hôm qua. Thì Jennifer đã điều tra, đi làm là interview, là đi làm phỏng vấn và đã điều tra ra rất là nhiều tin tức để đưa cho tôi. Và ngày hôm nay thì tôi có cái trọng trách là phải nói cho quý vị biết về một cuộc đời thật là bí mật mà chưa hề ai biết đến cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, ông anh của chúng tôi hồi xưa là sĩ quan hải quân, đóng quân ở Đà Nẵng.
Thì trong cái thời gian chiến tranh đó thì người Mỹ đem những cái lực lượng mà thật là bí mật qua, đó gọi là lực lượng hải cẩu đội số 1, tức là SEAL Team 1. Thì cái đội hải cẩu số 1 này đó, họ qua để họ tuyển lựa một số sĩ quan thật là xuất sắc để huấn luyện, để đào tạo, để tạo thành cái đội siêu điệu đội quân hải cẩu của người Việt Nam. Thì ông anh Nguyễn Ngọc Giang là người chỉ huy trưởng của cái đội điệp vụ bí mật của Việt Nam, của Hải quân Việt Nam. Cái nhiệm vụ của cái đội quân bí mật này là thời đó phải ra ngoài Bắc để mà trà trộn vào trong với lại dân chúng ở miền Bắc để mà tìm hiểu, tức là làm tình báo cho quân đội Mỹ. Thì nếu mà chúng tôi kể hết những lời của Jennifer nói thì không thể có đủ thì giờ, vì thì giờ bữa nay rất là có hạn, cho nên chúng tôi chỉ thay lời của Jennifer để nói lại những cái chi tiết mà đặc biệt và rút ngắn lại mà thôi. Chứ còn sau đây, sau cái buổi họp hôm nay hay là ngày mai mà quý vị nào có muốn biết thêm tin tức nữa thì chúng tôi sẵn sàng nói cho quý vị biết thêm. Thưa quý vị, bữa hôm nay chúng tôi nói được với quý vị những cái điều này là vì 10 năm trước đây chính quyền gọi là Ngũ Giác Đài đã giải mật tất cả những cái hồ sơ quân sự ở Việt Nam. Thành ra là sau cái thời gian đó thì chính quyền Mỹ mới cho phép anh Giang của chúng tôi tiết lộ tất cả những cái thông tin ngày hôm nay. Và tôi mang cái trọng trách của Jennifer trao cho tôi ngày hôm nay là nói lại cho quý vị. Mà chúng tôi chỉ có thể, vì trong một vài phút chỉ có thể nói lại được một vài lời ngắn ngủi mà đại ý mà thôi nhé. Thì bây giờ thì tôi xin phép thay lời cho cô cháu Jennifer để mà nói. Bác Giang ơi, đối với gia đình, vợ, con, bằng hữu, anh em và tất cả các bạn bè, đối với tất cả mọi người thì bác Giang là một người quân, là một người quân nhân hải quân thật là hiền lành, nhọn nhẵn, nhũn nhặn và ăn nói nhỏ nhẹ. Ai cũng biết điều đó, cả tất cả gia đình chúng tôi đều biết điều đó. Thì bác Giang, đâu có ai biết được rằng bác là một người có một đời sống oai hùng mà trong vòng bí mật mà không ai hề biết đến trong bao nhiêu năm nay. Vậy thì cháu xin nói cho mọi người biết là bác là người đã được tuyển chọn để mà được huấn luyện bởi đội quân hải cẩu của số 1 của người Mỹ, và bác đã là trở thành một người chỉ huy trưởng của cái đội quân đó ở Việt Nam. Thì trong bao nhiêu là điệp vụ bí mật để ra ngoài Bắc, có một điệp vụ rất là đáng nhớ là bác và đã dẫn đầu 12 người đồng đội của mình ra ngoài Bắc để mà trà trộn với lại dân gian ngoài Bắc, để mà thứ nhất là cứu vớt những người lính Mỹ mà vô tình đã bị bắn rớt ở ngoài Bắc, và thứ nhì là để bắt cóc những nhân vật quan trọng của miền Bắc đem vào Việt Nam để mà lấy tin tức của họ. Thế thì cái đó là năm 1971 nếu mà tôi không nhầm. Thì anh Giang của bác Giang đã ra ngoài Bắc và đã thực hiện được cái điệp vụ bí mật đó và đã bắt được những nhân vật ở ngoài quan trọng của miền Bắc thì mang vào trong Nam này để mà lấy tin tức. Thì cái điệp vụ đó đã hoàn tất một cách hoàn toàn, đã kết thúc hoàn toàn, và ông tướng của người Mỹ lúc bấy giờ là Crichton Abrams, thì ông ta đã phải bay thẳng đến Việt Nam để mà trao những cái huy chương và cái bằng ban khen mà quý vị có thể thấy được ở trên bàn thờ này. Thì đó là cái chiến công thật là oanh liệt mà không hề có một sự tổn thất nào trong cái nhóm người hải cẩu của Việt Nam. Thành ra là bác đã được ngay cả Tổng thống Mỹ viết lời khen tặng.
thì tổng cộng lại thì bác đã có hơn 100 những cái điệp vụ bí mật như vậy mà không ai biết đến. Và bác đã được ban tặng 32 huy chương, tất cả đều mà cái đó là hoàn toàn trong vòng bí mật bao nhiêu năm nay, cho đến bữa hôm nay thì quý vị cũng như là gia đình mới biết được là như vậy. Thành ra là xin tất cả quý vị cùng mọi người là hãy trân trọng vinh danh bác của tôi là Nguyễn Ngọc Giang, người mà không ai thể có thể mà ngờ được rằng là có một cái cuộc sống oai hùng mà kiểu như là một mình xem những cái phim ảnh về điệp viên, thì đời sống của bác là y như vậy mà không hề ai biết đến. Chúng tôi xin tạm kết thúc ở đây vì đó là một cái chiến công mà lớn nhất mà có thể nói ra mà có ngày tháng chứng minh được, vì tất cả mọi chứng thư đều Jennifer đã tìm hiểu và đi phỏng vấn mọi người để mà biết rõ được. Thì đấy là anh của chúng tôi đây, Nguyễn Ngọc Giang đây. Thành ra là xin quý vị xin quý vị là thông hiểu và vinh danh ông anh của chúng tôi, một người anh hiền hòa và không ai có thể đoán được là một người chiến sĩ oai hùng như vậy. Thì một lần nữa thì xin chúng tôi xin đại diện cho gia đình để cảm ơn các thầy bữa hôm nay và tất cả các quý vị đã đến để mà chia lời, để mà chia buồn cùng với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Thì còn ai nói? Chúng tôi có một ông anh nữa là Nguyễn Ngọc Vịnh, cũng xin có một vài lời chia sẻ cùng với quý vị. Kính bạch Thượng tọa Đại Đức, kính thưa quý vị, tôi là em của người, tôi đến đây có mang theo một cái bài thơ gửi cho ông anh của tôi. Cái nội dung cái bài thơ đó chỉ có vắn tắt như thế này thôi, là ra đời ai cũng có rất nhiều những giấc mơ nhỏ, giấc mơ lớn. Giấc mơ lớn có thể là làm đến bá chủ thiên hạ chẳng hạn, nhưng mà khi mà nhắm mắt rồi đấy, nằm xuống rồi đấy, thì không biết mình đi về đâu. Bài thơ đó hỏi ông anh tôi như vậy. Thưa hết, cảm ơn quý vị. Thì chúng con xin trả lại cái micro này cho các thầy. Vâng, và sau đây thì theo như thầy nói thì xin mời các quý vị nếu mà muốn đi một vòng để mà nhìn mặt lại anh Nguyễn Ngọc Giang của chúng tôi, thì xin mời quý vị cứ lần lượt đi qua đây để mà xem. Vâng, xin lỗi quý vị. Vậy thì xin tất cả mọi người trong gia đình thì đi để mà quan sát xong rồi xin mời các quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.